Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của BYN TV 57.3. Hưng Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có nhiều tin tức liên quan đến tình hình Việt Nam. Nhưng trước hết, quốc Nam từ trong nước có bài ghi nhận về tình hình giá cả đất đai tại Sài Gòn vào thời điểm hiện tại cao nhất là 81 triệu đồng, tương đương khoảng 4.000 Mỹ Kim một mét vuông. Sau đây là phần chi tiết. Tin Quốc Nội ngày 2 tháng 1 năm 2012, giá đất Sài Gòn năm 2012 cao nhất vẫn là 81 triệu đồng một mét vuông. Năm 2012, Sài Gòn tiếp tục giữ nguyên mức giá đất và áp dụng từ năm 2010. Mức giá này so với giá thực tế giao dịch trên thị trường ngày càng cách xa. Theo quy định về giá các loại đất trên địa bàn Sài Gòn năm 2012, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành, giá đất ở cao nhất vẫn thuộc về các tuyến đường ở trung tâm quận 1 như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi với giá 81 triệu đồng một mét vuông. Giá thấp nhất là ở khu dân cư Thiền Liền, huyện Cần Giờ, giá 110.000 đồng một mét vuông. Hầu như bảng giá đất năm nay không có gì thay đổi so với năm 2011, chỉ điều chỉnh cục bộ tại những khu vực có điều chỉnh quy hoạch, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố, khu vực có đầu tư nâng cấp, kết cấu hạ tầng, các tuyến đoạn đường mới hình thành hoặc vừa được đặt tên năm 2011. Giai đoạn năm 2009 đến năm 2011, tình hình bất động sản tại Sài Gòn rất ảm đạm, giao dịch kém và nhiều phân khúc bất động sản phải hạ giá, nhưng giá đất nhà phố hầu như không giảm mà còn tăng theo tỷ lệ mất giá của tiền đồng. Dù mức tăng không cao, nhưng sau 3 năm Sài Gòn giữ giá đất không tăng giá quy định trên bảng giá đất, khiến khoảng cách giữa giá quy định so với giá giao dịch thực tế ngày càng cao. Đơn cử như các tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi đều có giá quy định kịch khung chỉ là 81 triệu đồng một mét vuông, nhưng thực tế nhà mặt tiền khu vực này rao bán giá đều trên 1 tỷ đồng một mét vuông, cao hơn 10 lần so với giá quy định. Giá đất trồng lúa nước, trồng cây hàng năm và đất trồng thủy sản giá từ 58.000 đồng đến 162.000 đồng một mét vuông, đất trồng cây lâu năm từ 68.000 đồng đến 190.000 đồng một mét vuông, đất rừng sản xuất từ 43.000 đồng đến 72.000 đồng một mét vuông. Đất rừng phòng hộ có giá bằng 80% giá đất rừng sản xuất. Giá đất làm muối từ 44.640 đồng đến 74.400 đồng một mét vuông. Tin Quốc Nam cập nhật từ Việt Nam. Cảm ơn Quốc Nam. Quay sang một số tin tức khác. Phóng viên báo Tuổi Trẻ bị tạm giam. Kính thưa quý vị, hôm nay, ngày 2 tháng 1 năm 2012, truyền thông trong nước đưa tin là ông Nguyễn Văn Khương, tức là nhà báo Hoàng Khương, nguyên là phóng viên của báo Tuổi Trẻ, đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Cuối tháng 11 năm 2011, Công an thành phố Sài Gòn đã yêu cầu báo Tuổi Trẻ thu hồi thẻ nhà báo của ông Hoàng Khương. Theo báo chí nhà nước, vào tháng 7 năm 2010, để viết bài đăng trên báo Tuổi Trẻ nói về hiện tượng nhận hối lộ của cảnh sát giao thông quận Bình Thạnh, Sài Gòn, nhà báo Hoàng Khương đã móc nối với một nhân vật làm trung gian để tiếp xúc và đưa hối lộ 15 triệu đồng cho một viên cảnh sát giao thông nhằm lấy lại chiếc xe gắn máy bị tạm giữ. Trong khi đó, trên Internet, mạng xã hội và blogger, các bài viết ca ngợi sự ủng hộ ông Hoàng Khương là nhà báo dũng cảm, có bản lĩnh, tố cáo nạn tham nhũng, không khoan nhượng. Chính vì vậy, nhiều blogger còn khẳng định trước sau nhà báo Hoàng Khương sẽ bị trả thù và sẽ bị bắt. Vẫn theo các nguồn tin này, thì để dọn đường cho việc bắt nhà báo Hoàng Khương, ngày 28 tháng 11 vừa qua, công an gây áp lực yêu cầu báo Tuổi Trẻ thu hồi thẻ nhà báo của ông Hoàng Khương. Đến ngày 3 tháng 12, ông Khương bị tạm đình chỉ công tác. Trong khi đó, báo Công an Nhân dân có nhiều bài đả kích và đòi truy tố nhà báo này. Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tăng 11% trong năm 2011. Hôm nay ngày 2 tháng 1, hãng tin Đức DPA cho biết, báo chí trong nước đưa tin là lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2011 đã tăng hơn 11% so với năm 2010. Theo Ngân hàng Thế giới, trong năm vừa qua, kiều hối chuyển về Việt Nam đã lên tới mức kỷ lục là 9 tỷ đô la. Lượng tiền này không ngừng tăng. Vào năm 2000, con số này mới chỉ là 1.3 tỷ đô la. Lượng tiền này không ngừng tăng lên. Vào năm 2000, kính thưa quý vị, theo các ước tính, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại hiện nay có khoảng 3.6 triệu người.
Ngoài ra, còn có khoảng 400.000 người đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài. Trong năm 2011, lượng kiều hối tương đương 8% tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam so với 7.7% của năm 2010. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định rằng kiều hối đã giúp Việt Nam bù đắp vào cán cân thanh toán. Nhờ có lượng kiều hối cao, cán cân thanh toán của Việt Nam đã dư thừa sau nhiều năm bị thâm hụt. Cán cân thanh toán của Việt Nam trong năm 2011 dư thừa 3.2 tỷ đô la sau khi bị thâm thủng trong năm 2010 cũng ở mức này. Hàng nghìn người dân bao vây trụ sở chính quyền của xã. Tin từ Vĩnh Phúc, hàng ngàn người dân ở xã Nam Viên, huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã bao vây trụ sở chính quyền xã vào trưa ngày 30 tháng 12 vì đền bù giá đất đai không thỏa đáng. Nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết hàng trăm cảnh sát thuộc công an tỉnh Vĩnh Phúc và thị xã Phúc Yên đã được huy động đến hiện trường giữ an ninh trật tự và xử lý vụ việc, nhưng phải đến 18 giờ cùng ngày mới giải tỏa được đám đông, đưa các cán bộ lên xe ra về. Tin cho hay, vụ việc xảy ra sau khi cuộc đối thoại buổi sáng giữa đoàn cán bộ trung ương, bộ phận tiếp dân thuộc văn phòng chính phủ và người dân xã này về mức bồi thường đất đai đoạn đường cao tốc Hà Nội và Lào Cai. Chạy qua xã không đi đến kết quả. Báo Tiền Phong đưa tin, nhiều người dân xã Nam Viên đòi nâng bồi thường từ 43 triệu đồng lên mức 150 triệu đồng một sào sau khi hộ dân xã Minh Trí nhận mức hơn 200 triệu đồng một sào. Kiến nghị này không được chấp nhận tại buổi đối thoại, chính vì vậy mà hàng ngàn người dân kéo đến vây kín, khóa cổng trụ sở xã, khiến đoàn cán bộ trung ương không thể ra về. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, hầu như ngày nào cũng có, chúng tôi liên tục loan tải hiện tượng kỳ lạ với hàng loạt xe tự dưng bốc cháy. Những vụ cháy xe ở Việt Nam không giới hạn của riêng hãng xe nào mà ở nhiều nhãn hiệu khác nhau, từ xe hiệu cao cấp bạc tỷ đến những nhãn xe bình dân, từ xe đang lưu thông đến xe để im một chỗ trong nhà. Không chỉ xe máy mà cả xe hơi cũng liên tục cháy, không chỉ ở Hà Nội, Sài Gòn mà bây giờ xe bị cháy khắp các tỉnh thành. Đặc biệt, các vụ cháy xe liên tiếp gia tăng về số lượng cũng như mức độ. Điều đó cho thấy vấn đề này thật sự nghiêm trọng. Và đến nay, sau hơn 2 tháng kể từ khi xảy ra những vụ cháy xe đầu tiên, người dân vẫn cứ sống trong nơm nớp bất an và hoang mang sợ hãi vì đã có nhiều những chiếc xe, nhiều người chết và bị thương vì chuyện xe cháy. Khoảng 3 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 2 tháng 1, hai xe khách đậu trước cửa công ty cổ phần chè Mỹ Lâm và xã Mỹ Bằng, Tuyên Quang bỗng dưng phát nổ và bốc cháy dữ dội. Vài chục phút sau, cả hai xe chỉ còn trơ lại khung sắt, rất may không gây thương vong vì không có ai ở trên xe. Trong khi đó, khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay cùng ngày, khi đang đi trên giao lộ Hồ Ngọc Lãm, quốc lộ 1A, quận Tân Bình, chiếc xe Dylan 150 phân khối do anh Mai Quốc Hùng điều khiển bất ngờ bốc cháy. Anh Hùng cho biết, đang chạy từ Bến Tre về Sài Gòn, anh ngửi thấy mùi khét, sau đó xuất hiện khói phát ra từ bộ phận máy của xe và bốc cháy. Dù ngọn lửa được dập tắt kịp thời, nhưng xe Dylan 150 của anh đã bị cháy xé một mảng lớn bên hông xe, cốp xe và yên bị hư hỏng nặng. Trước đó, hôm qua tại Ninh Bình, vào khoảng 8 giờ ngày 1 tháng 1, đôi vợ chồng trẻ đi chiếc xe SH vừa dừng xe trước cửa nhà, chủ xe tá hỏa phát hiện chiếc xe của mình bỗng bốc khói nghi ngút rồi bùng lửa cháy. Những người hàng xóm đã lập tức hỗ trợ dập tắt lửa nên rất may chiếc xe bị cháy xém phần mạng sườn và dư luận đang hoang mang trước tình trạng này. Xuất khẩu thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long đạt 4 tỷ đô la. Theo ngành thương mại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, năm 2011, kim ngạch xuất khẩu thủy sản toàn vùng ước đạt 4 tỷ đô la, tăng 27% so với năm 2010. Thị trường tiêu thụ chính gồm 29 quốc gia thuộc Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, châu Đại Dương và Trung Đông. Trong các mặt hàng thủy sản xuất khẩu, sản lượng cá tra trên 600.000 tấn, kim ngạch đạt gần 1.7 tỷ đô la, tôm các loại là 190.000 tấn, kim ngạch đạt 1.8 tỷ đô la.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, năm qua, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đưa 762.000 hecta mặt nước vào nuôi thủy sản, trong đó có 582.000 hecta nuôi tôm sú, 12.000 hecta nuôi tôm thẻ chân trắng, hàng chục ngàn hecta nuôi tôm càng, cá nước ngọt, nhuyễn thể. Sản lượng thủy hải sản nuôi năm 2011 tại đồng bằng sông Cửu Long đạt gần 2.2 triệu tấn, tăng 252.000 tấn so với năm 2010. Câu được cá chẽm lớn chưa từng thấy trên sông Vàm Cỏ Tây. Trưa hôm nay 2 tháng 1, anh Nguyễn Thanh Dũng ra Vàm Nhật Tảo gần khu di tích Nhật Tảo trên sông Vàm Cỏ Tây, huyện Tân Trụ để câu cá. Mồi câu là cơm nguội trộn với tạp chất do anh chế biến. Thả câu gần 15 phút nhưng vẫn không thấy động tĩnh. Anh đến chỗ mấy người bạn ngồi câu chung tán dốc. Bỗng anh thấy phao di chuyển nhanh rồi kéo sâu xuống. Biết cắn cá câu, anh Dũng giật mạnh lên nhưng không thể nào kéo nổi. Biết dính con cá lớn, anh Dũng thả nhờ dù cho dài thêm và nhích dần cho con cá thấm mệt. Mắc ở lưỡi câu là con cá chẽm sống ở sông. Đưa lên cân thì thấy con cá nặng 14.5 kg. Một người dân gần đó trả giá 2 triệu đồng để mua, nhưng anh Dũng từ chối đem con cá về nhà. Xuất khẩu hoa dậm chân tại chỗ. Tỉnh Lâm Đồng có 3.800 hectare tổng diện tích sản xuất hoa, với sản lượng hàng năm hơn 1.5 tỷ cành hoa các loại. Hầu như các công nghệ hiện đại trên thế giới về canh tác hoa đều có mặt tại Lâm Đồng. Tuy nhiên, hoa Đà Lạt vẫn chỉ được tiêu thụ tại thị trường nội địa. Ông Trần Huy Đường, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt chua xót nói rằng, 10 năm trước, trong các báo cáo tổng kết sản lượng hoa Đà Lạt xuất khẩu được 5%, thì nay cũng chỉ 5%. Số tăng tuyệt đối cũng chỉ là ở các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Hoa Đà Lạt chưa có thương hiệu ở nước ngoài, ông này nói thêm một lần nữa. Phần lớn, diện tích sản xuất hoa ở Đà Lạt, Lâm Đồng là của các gia đình. Họ đang sản xuất theo cách chỉ khai thác những cái có sẵn của mình, coi trọng số lượng hơn chất lượng. Để có một hecta nhà kính, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư không dưới 5 đến 6 tỷ đồng, trong khi đó nông dân địa phương giỏi lắm cũng chỉ có thể đầu tư vài 3 tỷ đồng. Ngân hàng thì cho vay nặng lãi và khó khăn. Vì vậy, nông dân vẫn chỉ thu mình trong thị trường nội địa, đời sống vẫn hết sức bấp bênh. Vừa rồi là phần tin Việt Nam. Quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.